Thích cách ngồi thiền này nghe. Ok, cái này thứ nhất, trước khi đi ngủ, bạn ngồi ngay cột sống, lưng thẳng, đứng, cứ mà ngồi đứng, tay phải đặt lên tay trái, nhắm mắt lại, tưởng tượng mắt thứ ba là ngay giữa tâm tinh mình đó, ngay giữa trán. Tâm tinh nhìn xuống mũi, tức là ở trên trán nhìn xuống lỗ mũi, mũi nhìn xuống lỗ miệng, miệng nhìn xuống đan điền là lỗ rúng. Cứ giữ một động thái này trong lúc thiền để diệt vọng tưởng. Tại khi mình ngồi thiền á, mình sẽ suy nghĩ tùm lum tùm la trên thế giới mà mình không có ngưng cái đầu của mình suy nghĩ được, thì mình phải làm cái động tác đó để từ từ mình tập lại để cho cái tâm nó trụ lại và giúp ngồi thiền để diệt vọng tưởng và giúp tránh ngủ gục, không có ngủ gục. Rồi quán tưởng, cố nhớ lại các sự việc xảy ra trong ngày từ thời điểm mới thức dậy, 7 giờ, 8 giờ tôi làm gì. Rồi sáng sáng tôi thức dậy tôi đánh răng, loại kem đánh răng gì. Xong mới tới sau tôi ra tôi ăn sáng, tôi uống sữa gì, uống cà phê gì. Rồi sau đó tôi làm gì, tức là mình tính theo thời gian, mình đừng có để một ngày nó qua đi nó uổng phí. Thì mình phải nhớ từ mỗi tiếng đồng hồ mình làm gì. Trong đó tôi giận, tôi chửi con tôi, nó gửi cháo rồi tôi giữ, mà tôi tính đọc kinh mà nó tôi la nó đại khái. Rồi cái mình nhớ những cái mình sai thì lần bữa sau mình sửa. Tức là mình phải quán chiếu lại từng mỗi giờ đồng hồ của một cái ngày, hôm đó mình đang làm cái gì. Thì từ đó đó con người mình nó trụ lại. 8 giờ sáng, 9 giờ sáng là làm gì, mình cứ nghĩ tới tới cho tới tới cái giờ mà mình ngồi thiền.